Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 24 tây tháng 4 nha anh em. Rồi, hôm nay thì hàng mới về anh em ơi, hàng mới về, hàng ngập nhà luôn. Thì hôm nay á là tranh thủ không kịp anh em ơi, cho nên nó là lên lô hơi tối ha. Rồi, hôm nay thì em lên một vạt cho anh em là những cái lô máy nhỏ lẻ nằm phía trên nha anh em. Đây những cái lô máy nhỏ lẻ nằm phía trên. Hàng ở đây thì em sẽ giật hơi và test nổ săn mồi nha anh em. Test nổ săn mồi qua Zalo. Thì anh em nào chốt máy thì cứ kết bạn Zalo với em ha. Thì em sẽ test nổ săn mồi qua Zalo cho anh em xem. Ok thì em sẽ gửi hàng nha anh em. Rồi ở đây thì những cái lô máy nhỏ lẻ ha. Tại vì về hàng thì không phải lúc nào nó cũng là có đôi có cặp nha anh em. Thì lúc nào nó cũng có lẻ, rồi cũng có đôi có cặp nha anh em. Thì giống như con người ta vậy thôi. Rồi phía trong thì nó cũng có những cái lô to to lớn lớn hơn nha anh em. To to lớn lớn hơn, đủ thứ các loại anh em ơi. Đây cơm su 26 27 thì có 2 cây. Bên đây là Echo 23. Echo 23 có 2 cây. Rồi TZ tum rời 2 cây. Phía bên đây là Tanaka 2 trống nha anh em, 3 cây. Rồi Robin cốc, Robin hộp em bán chung luôn, 3 cây luôn nha anh em. Rồi phía trong này là Magu 20 siêu rẻ siêu hot luôn, 700 ngàn, 780 ngàn một cây. Magu 26 tum gầy 1 triệu 3 một cây nha anh em. Rồi Echo 260, Echo 260 1 triệu 3 một cây. Lô này hơi to nha anh em, số lượng là 12 cây. Lô này là Echo 240. Echo 240 nha anh em, 800 ngàn một cây. Chế hai kim em thấy cũng cũng nhiều à. 1 2 3. 3 cây chế hai kim, 3 cây chế với tông ga nha anh em. Tay lái thì thấy đầy đủ hết nha. Rồi, Echo trắng nha anh em, Echo trắng 800 ngàn một cây. Phía trên này là Tanaka, Tanaka chữ A nha anh em. Tanaka chữ A 650 ngàn một cây. Mitsu TB 1.050.000 ngàn một cây. 2 cây 1 triệu mốt. Cơm Mitsu 23. Cơm Mitsu 23 nha anh em. 1 triệu mốt một cây. Shindaiwa 2002 2004 750 nha. 750 ngàn anh em, Shindaiwa nồng đứng ha. Mấy cái mẫu Shindaiwa này thì thường là nó xài chế ra ngang hết nha anh em. Đây thường là nó xài chế ra ngang ha. 750 ngàn một cây. Rồi trong này thì có những cái con máy ba lô nha anh em. Hôm nay về ít ba lô anh em ơi. Có mấy cây thôi. Magu 26 tum gầy. Magu 26. Magu 26 anh em nòng 34. Nòng 34 luôn. Xin đây qua sót, chế hai kim, bình xăng dưới, mặt giật trợ lực. Cơm Mitsu 26, cơm Mitsu cánh bướm nha anh em. Rồi kêu ghét. Kêu ghét 260. Kêu ghét 26 ha. Kêu ghét 240. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em nha anh em. Số điện thoại của em là 0946 626 585. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ nha anh em. Em là Chí Công ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thì anh em nào cứ có mà lên tới huyện Cờ Đỏ thì cứ chạy hướng xã Trung Hưng anh em. Em ở phía sau ủy ban xã Trung Hưng ha. Em ở ủy ban xã Trung Hưng gần chợ cá nha anh em, phía dưới chợ cá. Rồi anh em nào chốt máy thì cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại của em. Còn anh em nào ở gần huyện Cờ Đỏ thì cứ ra tới cửa hàng của em ha. Ngay chân ủy ban xã Trung Hưng là sẽ gặp em. Rồi anh em nào chốt máy thì cứ chuyển khoản cọc giùm em ha. Em sẽ gửi số tài khoản qua tin nhắn nha. Tại vì đó là bên em là bán hàng giá sỉ giá rẻ anh em, bao hơi bao lửa. Thì cho nên đó là anh em chuyển khoản cọc thì mới cho đi hàng được nha anh em. Rồi em vô lô đầu tiên. Rồi con này là con Echo nha anh em, Echo xanh, Echo tím ha. Con này 22cc, nòng 32 ly. Con này 800 ngàn nha anh em. Ra bóp mọi dịch luôn ha. Trắng cỏ, đầu bò. Con này thì đầy đủ nha anh em. Đầu bò trắng kẹp thì em bao đủ hết cho anh em luôn. Con này còn rất là mới ha. Ốc mà nó còn trắng tinh nè.
Rồi con số 1 800 ngàn nha anh em. Rồi con này thì khỏi chê, dây giật trắng tinh nha anh em. Rồi con số 1 800 ngàn. Lô số 2 là TGX nha anh em, TGX 23 và con TG24. Con này là con TG24 ha, bể cái áo. Rồi anh em nào chốt thì em tặng cho anh em cái áo ha. Rồi lô này 2 cây 1 triệu 6 nha anh em, 800 ngàn một cây. Một con tôm lèn, một con tôm gời. Cái này thì em sẽ tặng cho anh em hai cái tay lá dài luôn ha. Rồi đầu bò chén kẹp thì bao đủ nha anh em. Lô số 2 1 triệu 6 2 cây, 800 ngàn một cây. Lô số 3 là con Hitachi. Con Hitachi bình sân trên. Con này 1 triệu 1 nha anh em, 1 triệu 1. Rồi nó thiếu cái áo bô thì em sẽ tìm cái áo bô em gắn vô đầy đủ cho anh em. Rồi con này là 33cc, nồng 37 ly nha anh em. Nồng 37 ly, tâm lớn bố lớn luôn. Tay lấy dài ha. Đầu bò chén kẹp theo bao đủ luôn. Con này là tâm lớn bố lớn nha anh em. Con số 3, 1 triệu 1. 33cc, nồng 37 ly. 1 triệu 1 nha anh em. Rồi con số 4. Con số 4 là con Genos ha. Con Genos này là dòng cơm mất su nha anh em. Mất in ra bằng luôn ha. Con này là 26cc, nồng 34 ly. Bô còn trắng tinh. Genos. Con số 4 này 850 nha. Tay lấy dài. Ga của nó là ga này nha anh em. Công tắc trên tay luôn. Rồi tem mát Genos còn đầy đủ nha anh em. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn. Tay lái là tay lái dài ha. Rồi con số 4 này là 850 ngàn nha anh em. 26cc nồng 34 ly Genos ha. 26cc nồng 34 ly. Con số 4 850 ngàn. Con số 5 là con Nativo. Con này 700 ngàn nha anh em. Con này nồng 32 ly, 23cc, tâm liền. Tay lái là tay lái dài ha. Con số 5, 700 ngàn. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn. Tay lái dài. Con Nativo 23. Con này 700 ngàn nha anh em. Con số 5. Rồi số 6 là 2 con nha anh em. Số 6 là 2 con. 2 con này là 2 con single bell ha. Mặt giật trợ lực. Mặt giật trợ lực. Chế là chế ga ngang. Bên đây cũng chế ga ngang luôn nha anh em. Rồi 2 con single bell này nồng 34 ly. Con này 2615 nha anh em. Con này 2500. Rồi. Cái này đều là nồng 34 ly. Lô số 6. 1 triệu 6 2 cây nha anh em. 800 ngàn một cây. Nồng 34 ly. Tay lái là một tay lái dài, một cái tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn nha anh em. 2615. Rồi lô số 6, 1 triệu 6, 2 cây, 800 ngàn 1 cây. Lô số 7, Mitsu TB 26 nha anh em. Con này là chế 2 kim luôn ha, còn gin, nguyên gin đất Nhật nha anh em. Còn nguyên gin đất Nhật luôn ha, chế le đỏ tự động, 2 kim. Tâm là tâm gời nha anh em, tâm gời, tâm nhôm. Rồi con số 7 này là 1 triệu 4. Tay lái thì em sẽ gắn cho anh em tay lái dài ha. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn. Rồi Mitsu TB 26. Mắc in ra băng nha anh em. Rồi con số 7 1 triệu 4, tay lái dài. Con số 8 là Austin 22 nha anh em. Con này xài chế 2 kim luôn, ga ngang. Austin 22 nồng 32 ly. Austin 22 công tắc nhấn nằm đây. Rồi con số 8 này 750 ngàn nha anh em. Tay lái là tay lái dài. Tem mát đồ còn đầy đủ ha. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Hôm nay lô máy về thì còn rất là đẹp nha anh em. Anh em thấy tem mát đồ nó còn rất là đẹp luôn. Lô số 8 750 ngàn anh em. Rồi lô số 9 là con Kawasaki 33cc nồng 37 ly ha. Rồi con số 9 này 1 triệu nha anh em. 1 triệu ha. Đây dây IC nó nằm đây nha anh em. Thiếu cái chụp Mugi thôi. Rồi con này nồng 37 ly. Tâm lớn nha. Tâm lớn bố lớn. Tay lái là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn. Rồi lô số 9 1 triệu. Con này Kawasaki 33cc nồng 37 nha anh em. 1 triệu. Con này con số 9. Tiếp theo là con số 10.
Con số 10 là sót Sindewa. Con này là Sindewa 230 nha anh em, sót ha. Con số 10, tay lái dài 950 nha. Đầu bò tráng kẹp theo bao đủ cho anh em luôn. Tay lái dài nha anh em. Con số 10 950 nha. Rồi con này là Sindewa sót 230 23cc, nòng 32 ly. Chế của nó là chế ga ngang quanh bờ gồ nha anh em. Rồi, con này 950 nha. Bao hơi, bao lửa, bao điện cho anh em ha. Anh em nào chốt máy thì em sẽ test săn mồi gửi qua Zalo. Rồi, mặt dịch trợ lực lớn. Tiếp theo là hai con 209 nha anh em. Lô số 11, hai con Echo 209 nòng 32 ly. Hai con này là 700 ngàn một cây, hai cây 1,4 triệu. Tum là tum gời nha anh em, tum gời, tum nhôm. Tay lái là một cái tay lái dài, một cái tay lái tròn. Đầu bò chắn kẹp theo bao đủ ha. Rồi, Echo 209 lô số 11, 1,4 triệu, hai cây 700 ngàn một cây. Lô số 12 là con Sindewa S 25 nha anh em. S 25, con này còn rất là mới nha anh em. Đây anh em thấy không, em chùi ra là nó còn xanh mướt luôn nha, tại vì nó còn dính đất Nhật thôi. Rồi con này thì 600 ngàn anh em, 600 ngàn. Sindewa S 25 ha. Tum nè, anh em thấy tum nó còn xanh mướt không đó, em chùi bụi ra cái là nó còn rất là đẹp nha anh em. Số 12 600 ngàn, tay lái dài, đầu bò chắn kẹp thì bao đủ nha anh em, 600 ngàn một cây. Sindewa S 25 con số 12, 600 ngàn. Rồi lô số 13 là hai con Single Bell nha anh em. Hai con Single Bell 500 ngàn một cây, hai cây 1,000,000 ha. Đây cái chế của nó thì nó bị rớt cái bê tông ga ra nha anh em. Đây em gắn lại. Đây chế của nó là chế bê tông ga. Còn con máy này là chế ga ngang nha anh em. Con này chế ga ngang ha. Rồi anh em nào chốt lô này thì em sẽ gắn cho anh em cái chế ga ngang vào đây. Chế ga ngang nguyên zin luôn ha. Lô số 13, 2 cây 500 ngàn một cây. Con này là mặt giật trợ lực nha anh em. Mặt giật trợ lực 2 cây 1,000,000, 500 ngàn một cây. Sindewa, cái này là Single Bell, Single Bell 2410. Con này nòng 33 ly nha anh em. Con này nòng 33 ly. Rồi con này chắc nòng 32 nha anh em. Rồi tay lái là tay lái dài. Tay lái dài ha, hai cái tay lái dài. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ luôn nha anh em. Rồi lô này là lô số 13, 2 cây 1,000,000, 500 ngàn một cây, Single Bell. Bao hơi bao lửa cho anh em luôn, test săn mồi gửi qua Zalo ha. Rồi 500 ngàn một cây, hai cây 1,000,000. Lô số 13. Tiếp theo là lô số 14 là một cây Mitsubishi TM21 nha anh em. Rồi con này thì 750 nha. Chế là chế ga ngang, chế ga ngang. Tum là tum gời nha anh em, tum gời. Tay lái là tay lái dài, 750 nha. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ luôn, 750 ngàn anh em. Rồi con này là con Tanaka, Tanaka le đỏ tự động nha anh em. Tanaka le đỏ tự động. Rồi con này thì 550 ngàn anh em. Tanaka tum tum gời. Rồi con số 15 550 ngàn. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ luôn anh em. Tanaka chế ga ngang le đỏ tự động luôn ha. Tanaka giật sau nha anh em. Đây mặt giật nó nằm đây. Rồi số 15 550 ngàn, tay lái dài luôn. Con này 550 ngàn xịn sò luôn nha anh em. Nè anh em thấy tay lái không? Tay em mát cần đồ còn rất là đẹp ha, chắc cỏ luôn nè. Đầu bò còn cái ốc, còn cái chén úp ngược để mà chống mài mòn con ốc nữa. Rồi con này 550 ngàn, số 15. Tiếp theo là con số 16 là con Văn Ma nha anh em. Văn Ma nòng 32 ly, bao trâu bao mạnh luôn. Con này thì là cũng còn rất là đẹp nha anh em. Còn dính sình ha, dính sình dính đất của Nhật luôn. Rồi lô số 16 này là tum gời nha anh em. Anh em thấy không, em vuốt ngang một cái ha là nó còn mới chát nha anh em, tại nó còn dính đất của Nhật. Số 16 850 nha. Tay lái dài nha anh em. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ luôn. Con Văn Ma, con này số 16 850 nha. Mấy anh em thấy mà cái hệ mà máy cài rồi ha, Văn Ma là chạy
bao châu luôn. Lô số 17 là Robin chùa nghe anh em, con này nồng 34 ly ha. Chế là chế ra ngang, thiếu cái nắp e thì em sẽ để vô. Đây Robin chùa thì lúc nào về nó cũng bị tan anh em, vì giống như là lên nhựa nó bị mà lên bọt đó. Rồi anh em về anh em cạo ha, cạo. Rồi Robin 253 nồng 34 ly con số 17 800.000 nha anh em, tay lấy dài. Đây NB 253. Rồi bỏ chiếc kẹp cho bao đủ luôn nha anh em. Rồi con số 17 800.000. Tiếp theo là lô số 19 nha anh em. Rồi mình tấn công vào phía trong. Lô số 18. Rồi này lô 18 nữa. Rồi tiếp theo là lô 18 nha anh em. Lô 18 là lô sinh đai hoa nha anh em. Sinh đai hoa 2004 nè, mặt dịch trợ lực lớn nè, chế hai kim nè. Rồi sinh đai hoa 2002. Sinh đai hoa 2002, sinh đai hoa sót 2004 luôn nha anh em. Rồi lô này thì hai con 22, hai con 24 nha anh em. Thiếu cái áo bồ thì em sẽ gắn đầy đủ vô cho anh em. Rồi lô này thì 4 cây. 4 cây 750.000 cây nha anh em. 4 cây 3 triệu ha. Rồi anh em chốt lô thì cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại của em và kết bạn Zalo ha, ngày mai em sẽ gửi clip test nổ qua cho anh em xem. Test nổ săn mồi ha. Rồi lô này 750.000 cây nha anh em, 4 cây 3 triệu. Tay lái là tay lái dài hết ha, tay lái dài. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Rồi lô số 18. 4 cây 3 triệu ha, 750.000 một cây. Tiếp theo là lô số 19 nha anh em. Lô số 19 là cơm mất su 23. Cơm mất su 23 hết ha. Lô này thì em thấy là nó đều là chế ra ngang hết nha anh em. Cơm mất su 23 chế ra ngang hết luôn. Rồi lô này 1 triệu mốt một cây. Thiếu nắp xăng thì em để đầy đủ cho anh em ha. Nắp xăng, nắp e rồi thì đầy đủ hết. Tại vì mình bao đủ đồ cho anh em luôn á. Bao đủ đồ ha anh em. Rồi cho anh em dễ về dễ làm. Rồi lô số 19. 1 triệu mốt một cây, 5 cây là 5 triệu rưỡi nha anh em. 5 cây là 5 triệu rưỡi ha. Cơm mất su 23. Tum là tum liền hết nha anh em, tum liền. Lô này tải lái dài. Rồi đầu bò chắn kẹp theo bao đủ cho anh em ha. Lưỡi dao kèm theo máy thì nó có làm sao thì em để nguyên vậy nha anh em. Rồi lô này số 19, 5 triệu rưỡi, 1 triệu mốt một cây. Cơm mất su 23. Lô này 5 cây nha anh em, 5 cây 5 triệu rưỡi. Lô số 20 là Tanaka. Tanaka chữ A. Tanaka chữ A ha, lô này tổng cộng là 7 cây, 650.000 một cây. 650.000 cây nha anh em. Rồi Tanaka chữ A. Lô này 650.000 cây, 7 cây, 4 triệu rưỡi 50. Mấy cái dòng này thì nó sẽ có là nồng 32 ly nha anh em. 32 34 ly luôn ha. 32 34 ly. Tay lái là tay lái dài. Rồi đầu bò chắn kẹp thì bao đủ nha anh em. Chắn cỏ trên máy thì để nguyên luôn nha anh em. Lô này phải nói là đẹp luôn. Tem mát ống cần đồ còn rất là đẹp ha. Tay lái rất là đều luôn. Lô này là tum liền hết nha anh em. Tum liền hết ha. Rồi lô số 20. 650.000 một cây, 7 cây, 4 triệu rưỡi 50. Tanaka chữ A. Lô số 21 là hai con TB. Hai con TB nha anh em. Một con này là 24 và một con là 27 nha anh em. Một con 24, con 27. Rồi 1 triệu 50 một cây nha anh em. Hai cây 2 triệu mốt. Chế là chế gà ngang hai kim. Chế gà ngang hai kim. Mitsu TB, một con 24, một con 27. Rồi Mitsubishi. Hai cây là 2 triệu mốt nha anh em. Tay lái là tay lái dài luôn. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ luôn. Rồi lô số 21 2 triệu mốt luôn. Lô số 21 mà 2 triệu mốt luôn. 1 triệu 50 một cây. Lô số 22. Lô số 22 là hai con cơm mất su ha. Lô này 1 triệu tư một cây nha anh em. Một con 26, một con 27.
27 là con cơm mắt su cánh bướm. Rồi 1,4 triệu một cây, 2 cây là 2,8 triệu. Cơm mắt su. Một con là tôm gời nha anh em, một con tôm gời và một con tôm liền. Tay lái là tay lái dài. Đầu bò trắng kẹp theo bao đủ cho anh em luôn. Lô số 22. 2,8 triệu, 2 cây, 1,4 triệu một cây nha anh em. Mấy cái dòng máy cơm mắt su thì anh em cũng biết rồi, chạy rất là bền luôn. Con này là chế ga ngang hai kim ha. Con này là chế với tông ga nha anh em. Rồi, 2 cây 2,8 triệu, 1,4 triệu một cây. Rồi, lô số 23 là hai con Echo 230 nha anh em. 230 đời mới ha. 900.000 một cây, 2 cây 1,8 triệu nha anh em. Echo Kiwis 230 đời mới. Một cái tay lái dài, một cái tay lái tròn. Tay tròn là ga bóp nha anh em. Đây tay tròn ga bóp nha. Tay dài cũng ga bóp luôn. Rồi đầu bò trắng kẹp bao đủ nha anh em. Lô số 23 900.000 một cây, 2 cây 1,8 triệu. Lô số 24 là hai con TZ 27 ha. Rồi lô số 24 này là hai con TZ 27, 1,4 triệu một cây anh em. 2 cây 2,8 triệu. Kawasaki TZ 27. Tum là tum gời anh em, tum gời. Đây TZ 27 ha. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ cho anh em. Lô số 24, 2 cây 2,8 triệu. Kawasaki. Lô số 25 là ba con Tanaka nha anh em. Tanaka hai trống ha. Rồi lô này 900.000 cây, 3 cây là 2,7 triệu. Mấy cái dòng Tanaka thì là nó xài chế ga ngang le đỏ tự động hết nha anh em. Le đỏ tự động hết luôn. 3 cây 2,7 triệu, 900.000 một cây. Rồi có một con tôm gời luôn nha anh em. Có một con tôm gời. Tay lái dài. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ nha. Rồi lô số 25 2,7 triệu, 3 cây. Lô số 26 là 3 cây Govin, hai con Govin cốc ha. Nồng 30 ly, một con Makita 254 nồng 34 ly. Rồi lô này 600.000 cây, 3 cây 1,8 triệu nha anh em. 3 cây 1,8 triệu. Tay lái là tay lái dài hết ha. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Lô số 26 3 cây 2,8 triệu. Ủa 3 cây 1,8 triệu. 600.000 một cây nha anh em. 600.000 một cây. Tiếp theo là lô số 27. Lô số 27 là ê châu trắng nha. Rồi lô này ê châu trắng nha anh em. Lô này 800.000 một cây, 7 cây 5,6 triệu. Chế ra ngang hết nha anh em. Có ba con là chế vú lớn nè, cũng ra ra ngang luôn mà vú lớn. Rồi thiếu nắp xăng, nắp e thì em sẽ bao đầy đủ cho anh em ha. Có một con trợ lực nha anh em. Lô này thì nó sẽ là nồng 32 ly nha anh em, nồng 32 ly. Lô số 27, 8 cây, 7 cây, 800.000 cây nha anh em, 5,6 triệu. Rồi lô này thì em thấy là tay lái dài hết luôn ha. Tay lái dài, đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn cho anh em. Lô số 27, 5,6 triệu, 7 cây. Lô số 28 là Echo 240 nha anh em. Echo Kiwis 240. Lô này là 1, 2, 3, 4 con trợ lực nha anh em. 4 con trợ lực. 3 con là xài chế 2 kim ga ngang. Còn 3 con là xài chế với tông ga ha. Rồi lô này là 800.000 cây nha anh em. 6 cây 4,8 triệu. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Tum là tum liền nha anh em. Tum liền ha. Tay lái là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp theo bao đủ cho anh em. Lô số 28 800.000 một cây, 6 cây 4,8 triệu ha. Tiếp theo là lô số 29 nha anh em. Lô số 29 là lô Echo Kiwis 260 26cc nồng 34 ly. Rồi lô này là 1,3 triệu một cây. 12 cây là 15,6 triệu nha anh em. 15,6 triệu. Rồi Echo Kiwis 260. Lô này thì em thấy là ba cái tay lái tròn nha anh em. Ba cái tay lái tròn. Còn lại là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ hết cho anh em. Lô này là lô Echo 260 tum liền nha anh em. Mấy cái dòng Echo 260 thì
nó sẽ là tôm lèn hết nha, tôm lèn tôm nhôm. Rồi lô số 29 15.600. 1.300.000 một cây nha anh em. Nồng 34 ly. Lô số 30 là lô Magu 26cc tôm gời. Lô này cũng 1.300.000 một cây. 3 cây là 3.900.000 nha anh em. 3 cây 3.900.000 Magu 2610 nè, 2620 nè. Rồi 26 nè. Rồi lô này 1.300.000 một cây. Tôm gời hết nha anh em. Tay lái là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn. Rồi lô này là lô 30, 3.900.000 3 cây. Lô số 31 là lô Magu 20 23 nha anh em. Lô này là Magu 20 22 23 luôn. Rồi lô này em bán cho anh em là 780.000. 780.000 một cây ha, 6 cây là 4.680.000 nha anh em. Rồi lô này thì em sẽ là bao hơi bao điện cho anh em luôn ha, bao hơi bao lửa cho anh em luôn. Rồi. Tôm là có hai cái tôm gời nha anh em, có hai cái tôm gời. 4 cái tôm lèn. Tay lái là tay lái dài hết luôn ha. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Lô số 31 780.000 một cây. 6 cây nha anh em. 4.680.000. Magu 20 22 23. Rồi tiếp theo là Magu ba lô nha anh em. Magu ba lô. Con này thì là 266 ha. 2630. Rồi hai con này là 1.100.000 một cây hết nha anh em. Ngày 26. 26 rồi con này là 2630 nha anh em, con này 1.100.000 một cây ha. Luôn máy luôn cần luôn ba lô nha anh em. Đầu bò chén kẹp bao đủ luôn, bao hơi bao lửa cho anh em luôn. 2630. Con này 1.100.000 một cây, tôm gầy, tôm nhỏ, bố con nhỏ. Rồi tiếp theo là con này là 266 ha. Con này là 1.300.000 nha anh em. Tại sao nó là 1.300.000? Tại vì nó là xài chế hai kim ha, ga ngang 26cc. Mà đặc biệt của nó là xài tôm lớn, bố cung lớn luôn ha, máy to nha anh em. Rồi đầu bò trắng kẹp thì bao đủ hết cho anh em. Rồi con này là 1.300.000, mặt giật trợ lực luôn ha. Mặt giật trợ lực luôn, 1.300.000. Tiếp theo là con Sindewa Sót 251 nha anh em, mặt giật trợ lực. Chế là chế le đỏ tự động hai kim luôn. Con này là 1.000.000 nha anh em. 1.000.000. Đầy đủ em báo giá trên này là nó sẽ là gồm là bao hơi bao lửa cho anh em. Và đầy đủ bộ cần lắp dây ha, đầu bò chén kẹp thì bao đủ hết cho anh em luôn. Rồi con này sẽ là 1.000.000 nha anh em, Sindewa Sót 251. 1.000.000. Con này là con cơm Matsu 26cc nồng 32 ly. Ủa 26cc nồng 34 ly. Con này là cơm Matsu cánh bướm ha, chế là chế ga ngang, mặt giật trợ lực luôn. Con này là tôm gời nha anh em, tôm gời. Anh em về có thể đấu xịt thuốc được nha. Rồi con này là 1.250.000 một con ha. Cơm Matsu 26. Kiwit. Kiwit 23 nha anh em. Kiwit 23 850.000 nha, mặt giật trợ lực luôn ha. Con này là 26. Rồi con này là Kiwit 26 nha anh em. Con này có cái bộ giật nó nằm ở trên cái ống cần luôn ha. Đây cái bộ giật nó nằm ở trên này nha anh em. Rất là tiện lợi luôn ha, ra bóp luôn nè. Rồi con này là con Kiwit 26 đời mới ha. Con này là 1.100.000 một con nha anh em, 1.100.000. Rồi Echo Kiwit 240 nồng 34 ly. Con này 700.000 nha anh em. 700.000 Echo Kiwit 240 nồng 34 ly. Áo bô bể thì em sẽ gắn cho anh em áo bô mới. Rồi bên đây là hai con Echo Kiwit 2006 luôn ha. Chế là chế ga ngang hai kim. Chế ga ngang hai kim nha anh em, mặt giật trợ lực luôn. Con này 1.100.000 một con, Echo Kiwit 2610 nồng 34 ly nha anh em. Rồi em báo giá đây là nó gồm là đầy đủ bộ cần ba lô. Đầu bò chén kẹp thì là đầy đủ hết nha anh em. Rồi cưa thì ngày mai em sẽ sắp lô ra để lên lô cho anh em ha. Hôm nay làm không kịp nha anh em. Rồi anh em nào có chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, 0946 626 585. Rồi xin chào tất cả anh em, hẹn chúc anh em một buổi tối tốt lành.